Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Với 468 trên 469 đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 96,1% tổng số đại biểu quốc hội. Chiều mùng 6 tháng 6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17 tháng 10 năm 1965, quê quán, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân luật, an ninh, lý luận chính trị, cao cấp. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Đồng chí từng được trao tặng những phần thưởng cao quý, huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì, huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, bốn huân chương huy chương của nhà nước Lào, gồm huân chương tự do hạng 3, huân chương hữu nghị, huân chương anh dũng hạng nhất, huy chương hữu nghị. Tân Bộ trưởng Bộ Công an đã trải qua nhiều cương vị công tác. Phó trưởng phòng, Cục An ninh Kinh tế, Tổng cục An ninh Bộ Công an. Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp, Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an. Tháng 8 năm 2010, đồng chí được bổ nhiệm Cục trưởng Phó Tránh Văn phòng Bộ Công an được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng tháng 11 năm 2014. Từ tháng 9 năm 2017 là Tránh Văn phòng Bộ Công an. Từ tháng 8 năm 2019, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Được bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tháng 5 năm 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tháng 1 năm 2020. Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng tháng 1 năm 2019. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được thăng cấp bậc hàm thượng tướng tháng 1 năm 2022. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, thượng tướng Lương Tam Quang, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày mùng 6 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Người được đề cử vào vị trí này là Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Với đại đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Thượng tướng Lương Tam Quang liên quan đến nhân sự lãnh đạo Bộ Công an, ngày 22 tháng 5, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm. Trước đó, ông Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng ngày, Thủ tướng giao Thượng tướng Trần Quốc tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh bộ trưởng Bộ Công an theo quy định. Hôm mùng 3 tháng 6, thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Như vậy lãnh đạo Bộ Công an hiện có 5 nhân sự gồm bộ trưởng Lương Tam Quang và 4 thứ trưởng: thượng tướng Trần Quốc Tỏ, trung tướng Lê Quốc Hùng, trung tướng Nguyễn Văn Long, trung tướng Lê Văn Tuyến. Sáng mùng 3 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng Bộ chính trị đã công bố quyết định điều động, phân công đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Tân Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964, quê quán tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Thạc sĩ luật. Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc trải qua nhiều năm công tác trong ngành công an. Từ năm 2009 đến năm 2011, ông là trưởng công an huyện Thanh Trì, rồi trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC27, công an thành phố Hà Nội. Đến năm 2012, ông làm tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC44. Đến tháng 3 năm 2013, ông giữ chức phó giám đốc công an thành phố Hà Nội. Tháng 1 năm 2014, ông giữ chức phó giám đốc công an thành phố Hà Nội. Kiêm thủ trưởng cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội. Đến tháng 11 năm 2016, ông làm phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an. Năm 2017, ông được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng. Tháng 8 năm 2018, ông làm cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an. Đến tháng 8 năm 2019, ông giữ chức thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2021, ông được thăng cấp bậc hàm trung tướng tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 12 năm 2023, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an đến tháng 6 năm 2024, rồi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức, tránh văn phòng Trung ương Đảng. sáng mùng 3 tháng 6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Trịnh Văn Quyết là người kế nhiệm ông Lương Cường, người được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí Thư hồi giữa tháng 5. Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết sinh ngày 22 tháng 1 năm 1966, quê quán xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, dân tộc Kinh, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Đồng chí Trịnh Văn Quyết từng đảm nhiệm chức vụ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2. Tháng 5 năm 2016, đồng chí Trịnh Văn Quyết được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ, Chính ủy Quân khu 2 và Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ định giữ chức vụ, Bí thư Đảng ủy Quân khu 2. Tháng 8 năm 2016, đồng chí Trịnh Văn Quyết được thăng quân hàm Thiếu tướng. Ngày 27 tháng 6 năm 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu 2 lần thứ 9, đồng chí Trịnh Văn Quyết tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy quân khu 2 nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2020, đồng chí Trịnh Văn Quyết được thăng quân hàm Trung tướng. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Trịnh Văn Quyết được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 28 tháng 4 năm 2021, đồng chí Trịnh Văn Quyết được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 8 năm 2023, đồng chí Trịnh Văn Quyết được thăng quân hàm Thượng tướng. Ngày 3 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.